Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Phạm đi chợ. Đi chợ hôm nay là chợ đây rất là nhiều thứ quý vị. Đây chúng tôi đang đi chợ Đại Hàn. Chợ Đại Hàn thì như chúng ta đã biết là có rất là nhiều cái loại rau củ quả tươi. Ngọc Phạm cũng muốn là đi để quay những cái hình ảnh rau củ quả của cái chợ Đại Hàn như thế nào ha quý vị ha. Đây là quý vị thấy không? Đây là những cái hàng cái cà rốt hả? Cải, rau, các loại rau ha. Đấy. Và như Ngọc Phạm đã giới thiệu là gì, chúng ta thấy đây là cái broccoli hả? Broccoli ở đây là giá 2 đồng 69. 2 đồng 69 là cũng là rẻ lắm rồi đấy quý vị. Có nhiều cái chợ nó giá nó còn cao hơn nữa, nhưng mà nếu mà nói về cái rau củ quả ở cái chợ Đại Hàn thì rất là tươi. Ngọc Phạm mình trần qua cũng rất là thích đi ha, rất là thích đi cái chợ đây. Đây quý vị thấy có rất là nhiều loại khác nhau, nhiều lắm quý vị. Hàng ở chợ Đại Hàn thì có nhiều rau củ quả cũng như là nhiều cái thức ăn mà người Á Đông mình rất là thích đi đến cái chợ đây. Broccoli trắng, màu trắng, rồi đây là cái những cái loại cà chua. Cà chua ở đây là đây quý vị thấy không? Cà chua đây là 3 đồng 49 một phao đấy quý vị. Cà chua ở đây đây là 3 đồng 49 một phao. Nếu như mà mua trong cái mùa này thì nó từ cái ngày mà coi như con Covid bây giờ giá cả giờ tiền nó rất là cao luôn quý vị. Đi chợ rất là tiêu rất là nhiều tiền. Bởi lẽ là cái gì nó cũng lên cao hết. Đây là cái hàng chuối, rồi đu đủ, apple. Quý vị đã biết rồi là cái apple đây là ăn rất là tốt cho sức khỏe, rất là tốt cho sức khỏe. Và như apple đây là giá là 2 đồng 49 một phao này quý vị này. Đây là cái loại apple đây là rất là đắt. Ngày xưa thì chỉ có 99 cent thôi, nhưng mà từ cái ngày mà lạm phát thì nền kinh tế ở Hoa Kỳ bị lạm phát thì giá cả rồi nó lên quá trời hết, cho nên là cái gì nó cũng tăng vọt hết đó. Cho nên bây giờ thì Ngọc Phạm với cũng muốn giới thiệu với quý vị để có một cái giải pháp tốt nhất cho sức khỏe đó. Thì chúng ta phải ăn nhiều apple này, ăn nhiều chuối này, ăn nhiều rau củ quả đúng không? Bởi vì có nhiều chất kiềm, có nhiều chất kiềm. Và hôm nay thì Ngọc Phạm đi chợ, thì Ngọc Phạm đi chợ nhưng mà cũng không quên hả, cũng không quên mang theo cái nước dinh dưỡng, nước kem gần qua để mà uống. Cứ như chúng ta đã giới thiệu đây là nước kem gần lực của công ty Energic. Nó rất là tốt, nó có rất là nhiều cái hàm lượng ion và kiềm. Để năng kiềm đấy thì nó làm cho mình đó là lấy đi những độc tố trong cơ thể. Còn cái ion đấy là gì? Và nó nuôi dưỡng tế bào rất là tốt. Còn lại đối với ion thì nó làm cho chúng ta trẻ hóa. Và bởi vì trong cơ địa của chúng ta luôn luôn hoặc mọi vật chất trên đời này thì đều bị oxy hóa hết. Mà cái nước kiềm này, nước kem gần này thì nó giúp cho chúng ta là trẻ hóa, làm cho chúng ta không bị lão hóa. Và nó làm cho rau củ quả rất là tươi, rất là tươi. Và như chúng ta cũng vậy, cuộc sống mà bị ô nhiễm nhiều thì chúng ta sẽ rất là già nua. Thì đấy là những cái mà điều mà chúng ta cần biết. Đi đâu chúng tôi cũng gì, uống nước kem gần hả? Nước kem gần quý vị. Và như chúng tôi đã nói ở trong những cái video trước ấy là gì, cái nước kem gần đây á thì nó 1,5 lít nước kem gần, 1,5 lít cái nước kem gần này á nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 516 cái quả apple đây này, 516 quả apple luôn. Đây quý vị thấy đấy không? Tức là một lít rưỡi nước kem gần thì nó bằng 516 cái quả apple đây. Đây là những cái
những cái điều mà chúng ta chưa biết được. Cho nên chúng ta hãy đồng hành cùng với uống nước Kangen để cho khỏe hơn mỗi ngày và có nhiều dinh dưỡng. Và chúng ta còn đây là broccoli. Quý vị có biết broccoli không? Broccoli thì ăn vào làm cho chúng ta coi như là những người mà cao huyết áp và những người cao đường, cao mỡ, cao máu ấy, là chúng ta nên ăn broccoli nha quý vị. Ăn broccoli rất là tốt. Và hiện nay broccoli là gì? Ở đây là giá 6 đồng, 2 đồng 69 thì quý vị này, là một phao đó, một phao broccoli. Nhưng mà thay vì ăn tức là gì? Đối với một phao broccoli là 2 đồng 69 phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta làm sao để chúng ta ăn được nhiều như thế được? Thì thay vì chúng ta uống nước Kangen này quý vị này, cứ một ga lông nước Kangen này á, mà chúng ta uống vào trong cơ thể của chúng ta đó, thì chúng ta đã có là gì, 5 kg broccoli. Thấy không? Tức là chúng nó rất là hiệu quả, bởi vì uống cái nước Kangen này nó có dầu chính kiềm, kiềm vào thì cho nên sức khỏe mình nó khỏe. Và chúng ta nên nhớ là trong cái cơ địa của chúng ta là có tới gì, có tới 75% là nước. Nước ở trong cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Vậy cho nên chúng ta uống nước kiềm vào thì là nước kiềm nó sẽ nuôi dưỡng tế bào, lấy đi độc tố và làm chúng ta coi như khỏe ra mỗi ngày. Nếu như ai cao đường, cao máu, cao mỡ, tức là ăn rau củ quả là có nhiều kiềm tính đó, cho nên là chúng ta sẽ đỡ bệnh tật và giảm bệnh tật. Nếu mà chúng ta dùng lâu thì chúng ta sẽ là gì, có cơ địa rất là khỏe quý vị ha. Tức là ăn nhiều kiềm thì sức khỏe mình càng tốt hết. Cho nên là vì vậy chúng ta cần phải gì, ăn nhiều rau củ quả mỗi ngày nha quý vị. Nhưng mà ăn bằng cách nào thì chúng ta hãy uống cái nước Kangen là một phao, một 5 kg của cái broccoli này, thì chúng ta chỉ cần là uống gì, một ga lông nước thôi, ga lông nước Kangen. Và chúng ta ăn chuối này, ăn chuối này, ăn đu đủ này, ăn táo này, ăn cam này, là đều tốt cho sức khỏe quý vị, rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe quý vị ha. Nhưng mà thay vì chúng ta ăn không được nhiều thì chúng ta có thể là uống bằng nước Kangen đấy. Như tự nhiên nãy Ngọc Phạm đã nói là gì, 1,5 lít nước Kangen mà bằng bao nhiêu, mà thay bằng chúng ta ăn là gì, 516 cái quả apple. Quý vị có biết sao không, như nếu chúng ta uống 1,5 lít nước Kangen thì chúng ta có thể thay thế bằng 38 cái củ cà rốt này quý vị này. Đấy, nhớ là 1,5 lít nước Kangen để thay thế bằng 38 củ cà rốt nha quý vị. Và như quý vị cũng đã biết là nếu mà ăn bí nó cũng rất là tốt cho sức khỏe, rất là đẹp da phải không quý vị, rất là đẹp da và sức khỏe, da dẻ hồng hào, tốt cho máu nữa hả. Cho nên là ăn nhiều bí đỏ rất là tốt cho sức khỏe, nhuận trường và đặc biệt đấy là da dẻ bổ máu à. Cho nên là nếu mà chúng ta uống nước Kangen chỉ cần 1,5 lít nước Kangen thì bằng 3,7 cái kg cái quả bí đỏ đấy quý vị. Rồi chúng ta hãy đồng hành cùng với công ty Energic để chúng ta có cái nước Kangen uống mỗi ngày để cho sức khỏe của chúng ta ngày càng mỗi ngày mỗi khỏe và mỗi ngày mỗi trẻ. Đó là những cái thông điệp từ của công ty Energic về cái máy Kangen Water rất là tốt cho sức khỏe. Và cái máy Kangen Water thì nó có 3 cái đặc tính. Thứ nhất là nó làm trẻ hóa, tức là có nhiều ion và nó có nhiều chất kiềm để gì, nó sẽ đào thải độc tố và nó nuôi dưỡng tế bào. Và cái đặc tính thứ ba đó là gì, cái phân tử nước của Kangen này nó siêu nhỏ, nó thẩm thấu vào từng tế bào, nuôi dưỡng tế bào và đào thải những cái độc tố trong cơ thể. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng ta hãy uống nước Kangen mỗi ngày. Bye bye.